Con này là con gì vậy ba? Con dùa đó, con biết dùa không? Con dùa hả? Con này là con dùa hả? Con dùa. Mà sao nó xuất hiện ở chỗ này vậy? Con dùa sao xuất hiện ở chỗ này? Bà cũng không biết nữa đâu, mày hỏi nó coi. Chứ bà hỏi nó hoài mà nó không chịu trả lời. Ừ vậy hả? Vậy đâu để ngỏ đó. Ê dùa. Mày đi chỗ khác đi, chỗ này của tao nằm. Mày xuống biển đi dùa. Mày đi nằm vô đây. Tao điên, tao táp mày. Đi khác đi, thôi chỗ này không vui đâu. Thiệt á, không có vui. Sao rồi, đi chơi lễ sướng không? Sướng gì mà sướng, rầu muốn chết luôn ha. Chuyện gì mà rầu hả? Ẩu á, vừa rồi đi chơi có vài chuyện ẩu quá, giờ nhớ lại đang lo lắng muốn chết luôn nè. Lo cái gì? Hả, tiền hả? Tiền bạc quan trọng gì, này còn ác hơn nữa. Mày khỏi nói, tao cũng biết rồi ha. Nguyên một lố áo mưa tao mua cho mày còn ý nguyên luôn, không thèm xài một cái nào. Thì đó, bởi vậy bây giờ mới lo nè. Tao đã dặn mày biết bao nhiêu lần rồi hả? Có đi ăn chơi xa hoa như thế nào thì cũng phải cố gắng phòng thân bảo vệ cho đàng hoàng, rồi lỡ rước bệnh tật vô người làm sao hả? Tại gì? Mày im, mày nói nữa tao tán mày rất hàm á. Sao Kiwi, ba đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, bộ mày không sợ bị sida hả Kiwi? Trời ơi, đừng nói chữ sida ở đây, nghe quái. Quái tại sao mà không biết nghe lời? Tay bữa đó xỉn quá. Tại sao không biết ý thức hả? Uống cao lắm một chục lon là vui rồi. Mày lúc nào muốn cả thùng, muốn lết vậy không à, phải không? Trời ơi, có ai ngờ đâu, nhỏ nó nó uống dữ quá trời luôn à. Nhỏ nào? Đi, con ghế tôi chứ đâu. Nó uống dữ thì để cho nó uống, mày làm gì mà phải chạy theo nó làm chi hả? Trời ơi, nói ra kể ra cũng tội, cũng khổ lắm. Nó nói con mà uống lại nó thì con đừng có nằm mơ mà đụng vô người nữa. Rồi cuối cùng sao? Rồi cuối cùng con bấm bụng, con theo nó luôn. Rồi mày xỉn hay là nó xỉn? Nhớ chết liền. Rồi vậy là mày xỉn rồi, mày xỉn trước nó rồi. Nhưng mà nếu như con xỉn trước nó thì làm sao mà nó để cho con ấy nó? Là mày xỉn trước, xỉn quắc thằng câu vậy sao biết đường gì mà mày ấy? Thì sáng vậy con thấy mang mặc đồ gì trong người đâu? Mày làm gì nói chuyện cà lâm dữ vậy Kiwi? Mày làm tôi muốn cà lâm theo mày à? Không phải cà lâm, mình đang rung. Rung cái chân nổi, rung muốn chết luôn ha. Không có mặc áo mưa, không biết có bị gì hôm nay. Trời ơi. Đó, bởi vậy tôi nói mày, nhậu nhẹ cho cố vô ha. Lễ lộc chi bon chen chi cho mệt vậy. Nằm ở nhà coi TV với ba mày phải sướng hơn không? Nguyên năm ông thả tôi đi chơi được có 2 ngày lễ nè. Ông lễ bắt tôi nhà coi TV với ông luôn hả? Được rồi, để mai ba dẫn mình đi xét nghiệm. Xét nghiệm có bị chích không? Mày không dùng cái này mày chích người ta được. Bây giờ người khác lấy ông kim chích lại mày than hả? Có chơi có chịu không mày? Đừng có chửi nữa. Đang rầu, đang buồn đời muốn chết luôn nè. Chứ hoài à. Rút kinh nghiệm hay không? Múc ra ngoài đường gì phải kỹ lưỡng nghe chưa? Bây giờ thấy vậy chứ không phải vậy đâu nghe con. Đẹp trai như tao mà còn phải lấy cái bao trùm con mắt, mày hiểu chưa? Nhớ chưa? Là sao? Đẹp trai như tao mà lấy cái bao trùm con mắt là sao? Là thấy cái đẹp kiếm cái bao trùm con mắt lại, đừng có nhìn nữa, nhìn nguy hiểm lắm, vừa tốn sức mà vừa tốn tiền á. Kinh nghiệm nghe con. Thôi đúng rồi, kinh nghiệm dữ thiệt.